Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, truyền xưa kể rằng vua Axias là vua dân Thebai. Ông là một vị vua bách chiến bách thắng và thành công vượt bậc. Nhưng có một số người có âm mưu giết ông, và người ta phát hiện ra âm mưu này. Họ đã gửi cho vua một bức thư, và người cầm bức thư tới vào ngay lúc vua đang ăn uống. Vua cầm bức thư thấy dòng chữ tối khẩn, đọc nghe. Nhà vua lẩm bẩm bảo rằng: tối khẩn cái gì, đọc ngay làm gì, nhét vào trong túi để ngày mai. Đêm đó, vua đã bị giết chết. Người ta mở bức thư ra, trong đó có nội dung như sau: có người đang tìm cách giết vua, vua phải cảnh giác tối đa. Thưa quý ông bà, anh chị em, mùa Trai Thánh là thời gian Thiên Chúa và Giáo hội gửi cho chúng ta một bức thư tối khẩn. Hãy mở ra, hãy đọc. Đó là bức thư mà Thiên Chúa mời gọi mình hãy từ bỏ tội lỗi, hãy sống tỉnh thức, hãy canh chừng cuộc sống của mình, bởi vì ma quỷ tội lỗi luôn tìm cách tấn công và giết chết linh hồn chúng ta. Không chần chừ, với những tâm tình đó, xin mời quý ông bà anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt 40 ngày. Và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì, và sau thời gian đó, người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa người: nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phục thờ một mình người thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa người. Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một hòn đảo tên là Cap Hatteras, nằm ở vùng khơi của một tiểu bang Mỹ. Có một số ít người sống trên hòn đảo này, và công việc duy nhất mà họ làm đó là dụ dỗ những chiếc tàu ở biển Đại Tây Dương đi vào trong đảo của họ và vào trong khu vực đá ngầm, để chiếc tàu bị đắm và họ cướp tài sản. Họ đã làm như thế nào?
họ đã gắn một chiếc đèn lên đầu của một con ngựa già, cho con ngựa đi qua đi lại bên bờ biển của hòn đảo. Trong đêm tối, các thuyền trưởng nhìn thấy ánh đèn đó, cứ nghĩ rằng có một con tàu đi trước đã tìm được một hải lộ an toàn, không gặp đá ngầm, và đi theo. Và cuối cùng, con tàu đó đã mắc lừa và bị chìm. Sáng hôm sau, dân cổ đảo đến và lấy tài sản. Và lịch sử ghi nhận lại được rằng những người dân trên đảo này đã nhận chìm trên 2.300 chiếc tàu. Thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi một ngày chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu hoàn cảnh, biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu những tâm tư khát vọng. Và ma quỷ cũng tìm mọi cách để nhận chìm chúng ta và giết chết linh hồn. Và chúng ta có thể gọi đó là những cám dỗ. Cám dỗ đến với tất cả mọi con người dưới mọi hình thức và vô cùng tinh vi, đôi khi rất hợp lý và đầy hấp dẫn. Cám dỗ đến từ đâu? Theo lời của bài hát của nhạc sĩ Linh Mục Thái Nguyên, cám dỗ trong đời, phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong. Cám dỗ đến từ trong chính chúng ta, trong hoàn cảnh sống của đời mình và trong từng bước của đời mình. Luôn luôn bị cám dỗ. Vậy mình phải có thái độ nào trước cám dỗ? Và phương cách nào để chiến thắng cám dỗ? Chúng ta nghe lời của Thánh Phêrô Tông Đồ trong thư thứ nhất của Ngài. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức vì ma quỷ như sư tử gầm thét trào quanh tìm mồi cắn xé anh em. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Thái độ của chúng ta là chống cự lại cám dỗ, không buông xuôi, không đầu hàng, không chạy trốn, không lý luận rằng tôi yếu đuối, tôi tội lỗi, mà lời Chúa, chính Chúa mời gọi mình hãy sống tỉnh thức, hãy sống tiết độ và đứng trong đức tin để chống lại cám dỗ. Và ở trong đức tin vào Chúa, trong đức tin vào quyền năng của Ngài, trong đức tin vào tình yêu của Ngài, chúng ta mới thực sự đứng vững được, nhảy ra khỏi đức tin. Vị trí đó với thân phận bọt bèo, cát bụi, không thể đứng vững được. Và tất cả những ai đến gần Chúa thì sẽ xa ma quỷ, và gần ma quỷ sẽ xa Chúa. Tất cả những ai, như Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói, hãy đến gần Chúa và chống lại ma quỷ, thì ma quỷ sẽ xa chúng ta. Đúng như thế. Chính Chúa Giê-xu là ngôi ai Thiên Chúa làm người, và Ngài có tên gọi là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng mình trong tất cả mọi phận người. Ngài mang phận người để hiểu tất cả những gì của phận người. Ngài giống như con người ngoại trừ tội lỗi. Chính Ngài cũng bị những cám dỗ và những áp lực của cám dỗ, sức ép của cám dỗ còn mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Ngài đã chiến đấu và Ngài đã chiến thắng như thế nào? 40 đêm ngày không ăn. Tin mừng cho mình biết rằng Ngài đói, và trong sự cồn cao của bao tử, đúng thời điểm ma quỷ đã đề nghị Ngài rằng hãy dùng quyền năng của ông mà biến những cục đá này thành bánh đi để đáp ứng nhu cầu. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời rằng người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa Giê-xu đã khẳng định thức ăn của tâm hồn bằng lời của Chúa là quan trọng hơn thức ăn của thể xác.
Cuộc sống bên trong quan trọng hơn cuộc sống bên ngoài. Cuộc sống vĩnh cửu quan trọng hơn cuộc sống tạm thời. Chính trong sức mạnh của lời Chúa, chính trong sức mạnh của thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã vượt qua được cám dỗ, chiến thắng được cám dỗ này. Và sức ép tiếp tục tấn công Chúa Giêsu, ma quỷ đưa Ngài lên trên cao và cho Ngài xem tất cả mọi sự vinh hoa phú quý của trần gian. Nói với Chúa Giêsu, tất cả sẽ thuộc về ông, chỉ một điều, ông hãy quỳ xuống trước tôi. Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta, không bao giờ làm như thế. Ngài chỉ quỳ trước thánh ý Cha và quỳ trước Cha. Và ngay cả trong vườn cây dầu, trong đau khổ cô đơn cùng cực, Ngài vẫn khẩn cầu, lạy Cha, nếu có thể được, xin cất cho con khỏi chén này, nhưng xin đừng, đừng theo ý con, mà theo ý Cha. Chúng ta cảm nhận từng giọt mồ hôi của Chúa trong lời cầu nguyện đó đang thấm vào trái tim mình, rõ vào trái tim mình. Chúa của chúng ta luôn quỳ trước Cha để tuân hành thánh ý Cha và có Cha trong đời. Và không những thế, Ngài quỳ xuống trước các môn đệ để rửa chân cho các môn đệ. Ngài quỳ xuống trước chúng ta như một người tôi tớ phục vụ để làm tất cả mọi sự để có được chúng ta, để có được linh hồn của con người, để cứu độ được con người. Và Chúa Giêsu sẵn sàng vâng phục để chọn lựa một con đường từ bỏ, hy sinh, khiêm nhường và phục vụ. Chúa Giêsu đã không quỳ xuống trước quỷ để có tất cả giang sơn, nhưng lại quỳ xuống trong thân phận, trước thân phận mỏng giòn của con người để có được con người chúng ta. Tình yêu của Ngài quá tuyệt vời. Và ngay trên thập giá, nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng tôi tìm. Chúa Giêsu của chúng ta không bao giờ, Ngài ở trên thập giá và ngẩng cao đầu để cầu khẩn với Chúa Cha, lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đó là lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giêsu, và các nhà chú giải trong mọi thánh kinh đều khẳng định đó là giây phút đẹp nhất của Chúa Giêsu. Một tình yêu chiếu tỏa bừng sáng, một tình yêu đầy xót thương và tha thứ. Và chính lúc đó, Chúa Giêsu đã nói, khi nào ta được dư lên cõi thập giá, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Chính trong lúc đó là khoảnh khắc Chúa Giêsu tuyên bố và công bố rằng ta đã thắng thế gian, ta đã thắng ma quỷ, ta đã thắng bóng đêm, ta đã thắng sự chết, và ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa của chúng ta quá tuyệt. Ngài đã chiến đấu và chiến thắng cám dỗ. Còn mỗi chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng chưa? Đã chiến đấu như thế nào? Hay mình có những cái kinh nghiệm trong cám dỗ và thất bại? Đã bao nhiêu lần mình quyết tâm, bao nhiêu lần chúng ta từ bỏ, nhưng thất bại. Và tại sao? Là bởi vì mình không đứng vững trong đức tin mà chống cự, bởi vì mình không thực sự sống tiết độ và tỉnh thức. Bởi với thân phận này không thể đứng vững được. Phải có một niềm tin mãnh liệt nơi Chúa, đứng vững trong niềm tin vào lời của Ngài, tin vào quyền năng của Ngài, tình yêu cứu độ của Ngài. Hãy tập trung lên Chúa thì mới vượt qua được cám dỗ. Lời của Ngài dạy chúng ta, lời của Ngài và điều răn của Ngài gửi đến mỗi người. 10 điều răn Đức Chúa Trời là chính bàn tay của Thiên Chúa viết trên đá và trên tâm hồn của dân Israel để kết ước giữa Chúa và dân. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được Chúa khắc ghi lời mời gọi và những điều răn yêu thương của Ngài vào trong tâm hồn của mình, để được mời gọi hãy sống trung thành với lời Chúa, điều răn Chúa, thì sẽ đứng vững trong đường lối của Ngài, sẽ đứng vững và chiến thắng cám dỗ.
Điều răn thứ nhất Chúa dạy và Chúa nói với chúng ta: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Đó là điều mà Chúa mời gọi tất cả chúng ta. Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Đó là điều hạnh phúc nhất, đó là sự khôn ngoan nhất. Khi con người không tập trung lên Chúa và yêu mến Ngài, thì chắc chắn sẽ không đủ sức để đứng trước những cám dỗ, vượt qua cám dỗ. Chúa dạy chúng ta giữ ngày Chúa Nhật. Hãy dành thời gian đến với Chúa để ca tụng Ngài, tôn ngô Ngài, lắng nghe lời Ngài và đón nhận bí tích thánh thể là sự sống của Ngài ban cho linh hồn. Vậy mà đôi khi chúng ta bỏ lễ Chúa Nhật một cách dễ dàng hoặc đi lễ không thật sự trong tấm lòng, đi trễ về sớm, thiếu tập trung, thì làm sao có thể kín múc được sự sưởi ấm và sức mạnh của chính Chúa? Làm sao đứng vững được? Đôi khi mình đang sống hứng hờ với điều răn Chúa dạy và đôi khi bỏ điều răn Chúa. Chúa dạy thảo kính cha mẹ. Đó là tình yêu được chan hòa trong gia đình, sự hy sinh và chu toàn bổn phận mỗi ngày của những bậc làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng và những đứa con, đứa cháu. Hãy quên mình, khiêm nhường như Chúa, để quan tâm đến nhau, để trân trọng nhau, để mỗi một ngày sưởi ấm trái tim của nhau bằng những lời nói, hành động và sự chia sẻ cảm thông tha thứ. Chúa mời gọi chúng ta chớ giết người, chớ xúc phạm đến ai, chớ xúc phạm đến chính mình. Giữ lời ăn tiếng nói, đừng xúc phạm tổn thương. Biết gìn giữ những ân huệ của sự sống Chúa ban cho mình và cho người khác. Chúa dạy chúng ta chớ mê dâm dục. Hãy xa tránh những cám dỗ của đam mê dâm dục. Và nhất là trong xã hội hôm nay, với những phương tiện truyền thông, rất dễ phạm điều răn thứ 6. Đôi khi chúng ta lý luận một chút có ăn thua gì, xem một hình ảnh xấu có ăn thua gì, một tin nhắn bất chính ăn thua gì. Nhưng tất cả những tội lỗi khởi đi từ những điều bé nhỏ như vậy được nuôi dưỡng và lớn lên trong tâm trí và sẽ hình thành một hành động. Đó là tiến trình của sự sa ngã. Đôi khi chúng ta không nỗ lực giữ điều răn thứ 6 để tâm hồn mình nhen úa và có nhiều gia đình đã đổ vỡ. Nhiều trẻ thơ đã phải gặp một tâm hồn dơ bẩn vì những gương mù gương xấu. Chúng ta được mời gọi đừng tham lam. Thiên Chúa của chúng ta đã không muốn có tất cả giang sơn vũ trụ mà chỉ muốn có cha, muốn có tình yêu của Ngài, thánh ý Ngài và có tất cả chúng ta. Ngài làm tất cả mọi sự để có. Nhưng Ngài chối từ sự điều của cải trần gian, vinh hoa phú quý. Chúng ta cũng hãy đừng để cho lòng mình quá nhiều tham vọng. Đừng coi nặng đồng tiền, coi trọng đồng tiền, mải mê của cả vật chất. Những điều đó sẽ đánh mất đi những khát vọng chân chính và kéo xa chúng ta ra khỏi Chúa. Với một đời sống cầu nguyện, với sự trung tín sống điều răn của Chúa mỗi ngày, chắc chắn mình có sức mạnh để đứng vững và chiến thắng. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói, anh em hãy cầu nguyện luôn kẻo xa trước cám dỗ. Với tất cả những điều đó, với sự trợ lực của Chúa và Ngài luôn ở cùng, chúng ta chắc chắn sẽ đứng vững trong những cám dỗ và chiến thắng những cám dỗ trong đời sống hàng ngày.